Quán chào đầu tiên nè. Xin chào các bạn, trận đấu sắp diễn ra kèo 4-4 đánh ngang cầu giữa Thông Tâm Nông và Nhật Dưa Hấu An Giang. Bên Thông Tâm Nông gồm có Thông, Thổi Súng, Tình và Đinh. Bên Dưa Hấu gồm có Dưa Hấu, Nam Nhỏ, Trạc, Mỹ Hiệp Sơn và Sang Phạm. Sẽ đấu bắt đầu điểm 0-0. Điểm Dưa Hấu 1-0. Bóng trúng rồi lô tô. Điểm Tam Nông 1-1, điểm Giao Thông 1-1. Điểm Dưa Hấu 2-1. Và chạm lưới của Thông điểm cho Dưa Hấu 3-1. À, 4 ngoài, điểm cho Thông 2-3. Dưa Hấu là bóng tốt, 4-2 Dưa Hấu. Bốn hai. Pha bì quá đẹp của Thông, để cho Thông 3-4. Điểm Dưa Hấu 5-3. Điểm Dưa Thông 4-5. Điểm gì vậy hấu 6-4. Và là bóng quy lực và cái trắng của Thông Tâm Nông 5-6 Giao Thông. Xử lý lỗ tinh tế thông minh của Dưa Hấu, điểm Dưa Hấu 7-5. Và xử lý bóng ăn tay của Thông Tâm Nông 6-7 cho Thông. Tám sáu Dưa Hấu, hai bên đổi sân.
Dì hỏi cho muốn tốt 96 gì không? Bảy chín cho thông. Tám chín cho thông. Tiếp gì hấu 18. Điểm giao thông 90. Và cho bóng tốt của thông 10 điều. Mười một người cho dưa hấu. Hòa cho bóng gụng tại chỗ. Ủa qua hả? Xin lỗi, thăm thông đập bóng tốt. 11 điều cho thông. Mười hai mười một cái gì hấu. Mười ba mười một chứ gì hấu. Ba một lại một điều đó tám. Bóng ngoài 14-1 cho dưa hấu điểm cuối. Dưa hấu chấm bút tốt để kết thúc trận đấu đánh ngang cầu giữa dưa hấu và thông.